Thưa bà con nông dân, hiện các diện tích lúa đông xuân 2022-2023 trên địa bàn huyện Châu Phú đang trong giai đoạn từ mạ đẻ nhánh đến làm đồng. Trong đó, lúa giai đoạn mạ khoảng 21.000 ha, đẻ nhánh hơn 6.400 ha và đồng gần 1.320 ha. Để chủ động trong công tác phòng trừ các đối tượng dịch hại trên lúa trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng huyện Châu Phú đã tổ chức các đoàn xuống địa bàn các xã thị trấn thăm đồng kiểm tra tình hình dịch hại trên cây trồng. Qua thăm đồng, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo một số đối tượng dịch hại như chuột gây hại rải rác cặp bờ rào, đảo ôm lá xuất hiện trên trà lúa từ đẻ nhánh đến làm đồng. Một vài ruộng bị ảnh hưởng mức độ từ cấp 5 đến cấp 7, có cháy cục bộ. Xuất hiện rải rác mũi hành ở một số ruộng cặp bờ rào, mức độ ghi nhận. Thời tiết lạnh vào sáng sớm, cộng với có sương mù, đây là điều kiện lý tưởng để bệnh đạo ôn phát triển mạnh trong thời gian tới. Hiện tại bây giờ nó có hiện tượng là cái sâu cuốn lá nó có bộc phát. Thứ hai nó có cái đạo ôn, nó ảnh hưởng cái thời tiết sương mù rồi. Theo chú thì cái thời tiết lạnh như vậy với sương mù này thì cái khả năng là đạo ôn có thể là xuất hiện đó. Và cái thứ hai là sâu lá, hai cái đối tượng đó chúng ta cần quan tâm. Còn về nâu thì cơ bản chắc chưa có thấy gì. Chúng ta cũng không có mệt với cái thằng về nâu đâu, có chuẩn bị hai cái thứ đó là thằng đạo ôn với thằng sâu lá đó, chuẩn bị đang ăn Tết rồi đó, mình xịt trước đi. Thì để chuẩn bị cho cái việc mà bà con sản xuất chuẩn bị cho cái dừa ăn Tết và đảm bảo trong cái việc mà quản lý phòng trừ dịch hại trong cái dịp Tết trước và trong và sau Tết, thì bà con cần lưu ý một số cái vấn đề sau. Thứ nhất là cái bệnh đầu ôn. Thì đối với bệnh đầu ôn lá thì hiện tại là nó cũng đã có xuất hiện, và đặc biệt là trên những cái ruộng bón thừa phân đạm là bệnh đầu ôn rất nặng. Vì vậy bà con lưu ý cái chế độ phân bón cũng như là cái chế độ chăm sóc bón phân cân đối để hạn chế cái bệnh đạo ôn, và thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm và có cái giải pháp phun trị kịp thời để tránh cái trường hợp là khi mà bệnh đạo ôn nó bị nặng rồi thì khó quản lý. Cái thứ hai là cái mũi hành. Thì qua thăm đồng thì có thấy xuất hiện rải rác cái mũi hành ở mức độ nhẹ, chưa có cái khả năng ảnh hưởng đến cái phát triển và sinh trưởng cây lúa. Tuy nhiên đây là cái điều kiện để lây lan cho cái những cái trà lúa nhỏ hơn. Trà lúa hiện tại đang là giai đoạn mạ cũng như là giai đoạn mới gieo xạ thì khả năng ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy thì bà con cũng nên là đối với trà lúa mà giai đoạn nhỏ, hiện tại là giai đoạn mạ đến mới gieo xạ đó, thì nên thăm đồng thường xuyên để có phát hiện kịp thời và quản lý tốt trong cái việc mà phòng trừ mũi hành. Đặc biệt nông dân lưu ý là đối với cái mũi hành là bà con không sử dụng cái thuốc ức chế sinh trưởng như cái nhóm Flavutazone. Vì khi mà sử dụng nhóm ức chế sinh trưởng này thì cái thời gian làm đồng nó kéo dài thì cái khả năng nó bị ảnh hưởng mũi hành rất là lớn. Ngoài ra thì đối với các cái đối tượng khác như là rầy nâu, sâu cuốn lá thì bà con cũng cố gắng là theo dõi và quản lý tốt trong cái thời gian tới. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, tình hình thời tiết ở giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, nắng yếu, nhiệt độ thấp nhất có thể đạt từ 20 đến 23 độ C vào ban đêm và cao nhất vào buổi trưa khoảng 35 độ C. Có khả năng một số dịch hại sẽ phát sinh và gây hại mạnh, đặc biệt ở những ruộng còn tập quán gieo xạ dày, bón thừa đạm. Lưu ý về cái chế độ phân bón cho cái vụ đông xuân năm nay, thì trên địa bàn huyện Châu Phú thì có các cái vùng xả lũ cũng như là vùng hai vụ. Vì vậy thì đối với các vùng này thì năm nay cái lũ tương đối cao, thì cái lượng phù sa mang lại cũng nhiều. Vì vậy thì bà con cũng lưu ý cái chế độ phân bón, nên là theo dõi cái chế độ phân bón cũng như là cái sự phát triển của cây lúa để mình có cái cách quản lý phân cho tốt. Nếu mà cây lúa nó phát triển tốt rồi thì chúng ta giảm cái lượng phân lại, không bón theo cái tập quán cũ thì cứ tới cử bón mà mình nhìn theo cái màu cây lúa. Nếu cây lúa còn xanh thì chúng ta giảm cái lượng phân bón lại để cho hợp lý. Nếu mà thừa cái lượng phân thì cái một là cái sâu bệnh nó sẽ tấn công. Cái thứ hai là cái đổ ngã rất lớn.
Lúa đông xuân 2022-2023 trên địa bàn huyện Châu Phú hiện nay, tình hình dịch hại đang ảnh hưởng ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Vì thế, nông dân không nên chủ quan trong việc phòng trừ, cần thăm đồng thường xuyên để có cách quản lý dịch hại tốt nhất. Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật ở các địa bàn sẽ thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các đối tượng dịch hại và cảnh báo, dự báo cho nông dân có định hướng quản lý tốt dịch hại thời gian trước, trong và sau Tết, giúp nông dân có một vụ mùa thắng lợi.